Xin chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video báo giá cập nhật những mẫu xe sang đã qua sử dụng tại Salon Mô tô Vạn Lộc trong tháng 6 năm 2021. Để biết thêm thông tin chi tiết của những mẫu xe ngày hôm nay thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của Vạn Lộc 0985028888 và 0915386666 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Và chúng ta sẽ đi đến với chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe ngoài cùng này đó chính là chiếc xe Lexus LX570 nhập Nhật, sản xuất vào năm 2007. Màu đen và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội. Và như anh chị các bạn có thể nhận thấy rằng là chiếc xe này đã được nâng cấp lên form của năm 2015, nên chiếc xe có một ngoại hình rất là sang trọng và trẻ trung hơn. Chúng tôi đang chào bán chiếc Lexus LX570 2007 với mức giá là 2.085.000.000 đồng. Bên cạnh là chiếc Lexus GX460 nhập Nhật bản full option vừa mới cập bến Salon Mô tô Vạn Lộc trong buổi sáng ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ gửi tới báo giá anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Hoặc anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của Vạn Lộc thì sẽ được báo giá chi tiết về chiếc Lexus GX460 2009. Tiếp đến là mẫu Mercedes-Benz GLC 300 2016, màu xanh Kawasaki và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội với ô tô là hơn 5 vạn km, giá chào bán là 1.585.000.000 đồng. Và xin nói thêm ở chiếc Mercedes-Benz GLC 300 2016 này, đó chính là trên 3 phiên bản này thì đã có cái nâng hạ gầm. Tiếp đến là chiếc Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC nhập Mỹ, xe sản xuất vào năm 2016, màu đen và nội thất màu da bò, mang tên cá nhân cùng một chủ sử dụng từ đầu, biển Hà Nội với ô tô là 5,3 vạn km và giá chào bán là 2.450.000.000 đồng. Đây là bản full option có cửa sổ trời, cửa sổ cửa hít và rất nhiều những cái trang bị cao cấp khác. Tiếp đến là chiếc Lexus LX570 sản xuất vào năm 2020, một chiếc xe siêu lướt, xe có ngoại thất màu trắng và nội thất màu đỏ rượu vang, mang tên cá nhân, mang tên công ty, một chủ sử dụng từ đầu, biển Hà Nội, 30G57279. Và chiếc xe này còn bảo hành hãng đến năm 2023, mới chỉ trải qua quãng đường 1,8 vạn km và giá chào bán là 8.560.000.000, xuất hóa đơn 6 tỷ. Xin nhắc lại là chiếc Lexus LX570 2020 chúng tôi đang chào bán là 8.560.000.000 và xuất hóa đơn 6 tỷ. Tiếp đến là chiếc Audi A6 sản xuất vào năm 2013 và đăng ký lần đầu vào năm 2014 nhập Đức, màu trắng và nội thất màu đen, xe của một chủ sử dụng từ đầu, biển thành phố, đã rút hồ sơ về Lộc, khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên. Và chiếc xe này full lịch sử bảo dưỡng hãng, với ô tô là 6,5 vạn km zin, chúng tôi đang chào bán giá là 985.000.000. Tiếp đến là chiếc Mercedes-Benz GLC 300 2020 siêu lướt, màu đen và nội thất màu kem của một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển tỉnh, đã rút hồ sơ, với ô tô là 1,8 vạn km, giá chào bán là 2.495.000.000 đồng. Và trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có giá vô cùng ưu đãi và vô cùng hấp dẫn cho chiếc Audi A6 2013 với mức giá sập sàn cực kỳ ưu đãi, đó chính là 890.000.000 đồng cho anh chị và các bạn đặt hàng ngay hôm nay. Tiếp theo thì xin mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong để xem thêm những mẫu xe mà Vạn Lộc Auto đang chào bán. Rất hân hạnh được chào đón anh chị và các bạn đến trực tiếp Salon Mô tô Vạn Lộc tại địa chỉ 19 A Lê Văn Lư, Phú Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm sản phẩm. Chúng tôi sẽ có giá tốt nhất dành cho anh chị và các bạn nhiệt tình và thiện chí. Và thêm một chiếc Mercedes-Benz GLE 400 có mặt tại Salon Mô tô Vạn Lộc. Chiếc này của chúng tôi thì được sản xuất vào năm 2015, màu trắng và nội thất màu kem của một chủ sử dụng từ đầu. Và chiếc xe này thì đã trải qua quãng đường là 9 vạn km full lịch sử bảo dưỡng hãng, giá chào bán 2.150.000.000. Tiếp đến là chiếc Lexus LS 460 2009, màu đen và nội thất màu đen, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, bản full option 5 chỗ, giá chào bán là 1.365.000.000.
ở bên trong này đó chính là chiếc Mercedes-Benz S400 Hybrid sản xuất vào năm 2009, đăng ký lần đầu vào năm 2011, xe mang tên cá nhân của một chủ sử dụng từ đầu, mới chỉ trải qua quãng đường hơn 8 vạn km mà thôi, và giá đang chào bán là 980 triệu. Và đây là chiếc Porsche Cayenne 2014 nhập Đức, màu trắng và nội thất màu da bò, xe mang tên cá nhân và biển thành phố, đã rút hồ sơ với ô tô là 5,3 vạn km, giá chào bán là 2 tỷ 250 triệu. Ở phía dưới này đó chính là chiếc xe Lexus GX470 sản xuất vào năm 2008, màu vàng cát và nội thất màu kem, với ô tô là hơn 7 vạn mai, giá chào bán là 1 tỷ 120 triệu. Và chiếc xe cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là một chiếc SUV đô thị rất là nhỏ nhắn, rất linh hoạt và rất là phù hợp với chị em phụ nữ, có một màu đỏ rất là nổi bật. Chiếc Mercedes-Benz GLA 200 2017 màu đỏ và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức, với ô tô là hơn 2 vạn km và giá đang chào bán là 1 tỷ 085 triệu đồng. Ngoài những mẫu xe mà tôi vừa mới giới thiệu thì Vạn Lộc Auto còn đang trên đường về rất nhiều những mẫu xe sang, siêu lướt, xe đẹp để phục vụ quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sẵn sàng hỗ trợ anh chị và các bạn tìm hiểu và sở hữu những mẫu xe theo yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả và uy tín. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Vạn Lộc Auto. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh, rung chuông để có thể tiếp tục nhận được những video mới nhất của Vạn Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại!